Đây, đây, đây. Cách thái lòng mề để cho nó xào nó ra hoa ấy. Đấy, nhiều người không biết làm cái này đâu. Đấy. Đấy, làm nhé, thái như nào để cho nó lúc xào thì ra nó sẽ ra hoa hoa. Cái này để này cho cái cấp gì nhỉ? Tưởng là đơn giản nhưng mà nhiều người không biết làm đâu nhá. Đấy, một tí nữa nào. Đấy, à như này thôi, mình thử vào cái này đi, sau đó là mình à như này. Đấy, biết đấy, cái này nhiều người không biết làm hoa. Thì bây giờ hướng dẫn này, quay hướng dẫn này. Đấy, mì 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 con gà và con vịt thì nó giống nhau thôi, con gà con vịt thì nó sẽ to hơn. Đấy. Đấy, như thế này nếu mà xào nó lên thì nó sẽ ra hoa đây, cái này nó nở ra này, nhìn như một hoa ấy. Là đây này. Đây, dành cho anh chị nào chưa biết thái lòng mề, mà thái lòng mề xào nó ra hoa nhé. Lòng nó chặt như này. Lòng nó chặt ngắn ra đây. Rồi, thấy cái mì nó nhìn ra như này. Đấy, nó như này, như xào nó mới ra hoa. Thanh hoa. Tạm dừng đi. Đấy, khi xào lấy gia vị xuống. Giao diện chưa? Chả khô như đảo đảo cho nó đều đều đấy. Cái mề này là chín nha, chín thì nó sẽ ra như là bông hoa, nó quăn ra, nó quắt ra đây này, nhìn này. Chín xào cái đũa, bằng mề mình sẽ xào cái đũa. Đấy, cái mề nó thành hoa chưa? Cái này rất đơn giản nên là nhiều người không biết thái đâu nhé, nhiều người không biết thái nên xào cái thái thành cục như này, xào nó chỉ thành miếng từ miếng thôi. Thì thái như lúc nãy mình thái rồi ấy, các bạn xem lại đầu video.
lúc xào cái này là lửa càng to là tốt. Lửa càng to là tốt nhá, xào cái này nhá. Đấy, tưởng chừng đơn giản xào mề ra hoa nhưng nhiều người không biết làm, thì các bạn xem lại video xem cái đoạn đầu mình thái như nào và xào nó như nào. Mày đấy. Mày đố đi. Mày nhé. Đi rồi. Có một tí nhá, đợi luôn một tí nhá. Thế là mình được món lòng mề xào nhá, xào đũ nhá. Đấy, các bạn thấy cái lớp mề này nó có hoa hoa này không? Đấy, hoa hoa này. Đấy, đấy là do mình thái từ lúc cái mề của nó còn sống ấy, do mình thái thì thái cái kiểu đầu video mình hướng dẫn thì nó xào lên nó chín. Cái mề của con gà ăn vịt chín thì nên mới tươi tia ra hoa như này nhá. Nó khô, nó cong ra này. Đấy. Rất là đơn giản, nó chẳng phải đặc sản gì đâu, nhưng mà đây là một cái mẹo thái lòng mề, cái kiểu cái cách thái lòng mề để xào cho nó ra hoa như vậy, nhìn nó đẹp cái đĩa thức ăn đúng không? Okay.